Alo, nghe không vậy? Alo, nghe nè. Alo, có sao hả? Đây đây, giật luôn. Alo. Alo, chị ba Diễm rồi, đi đâu? Ờ, Diễm đi chơi rồi con. Chị ba Diễm đang đâu hả? Ờ, chị ba Diễm qua nhà. À chị ba Diễm đi vô toilet rồi con, đợi chị ba Diễm chút xíu, chị ba Diễm ra nha. Dạ. Ờ, con đang làm gì vậy? Dạ, đang ngồi nói chuyện với chị ba Diễm. Dạ hả? Con không đi đâu chơi chân hả? Dạ, thôi cứ máy hồi đi. Thôi thôi nói chuyện đi. Alo, nghe không? Alo. Ok, bạn ơi, bạn đã cắt luôn cuộc gọi.